quay cả màn hình của Ngọc thì người ta mới tưởng tượng ra được. Quay cả màn hình thì không có ấy. Người đứng đấy người ta mới nhìn được như vậy. Hay là anh điều khiển em quay đang điều khiển nó chưa được đâu. Bấm cái biểu tượng ở trên ấy. Đây là chào. Người đây. Cái này là cái gì đấy? Xoay. Đây mới là chất lượng HD này. Xoay màn hình đấy. Đấy điều khiển đó. Trên này điều khiển như trên điện tử ấy. Đúng mặt xuống. Xuống đây. Cái này hơi gọi là thử thôi, còn dưới đây thì trông nét. Quay ở trong nhìn mình. Giới thiệu, đây là robot chuyên từ châu Âu xin.